Minh ra đây. Sao vậy? Trời ơi, bộ này hợp với bạn lắm luôn á. Bạn biết không, bạn dễ thương quá à. Cái này là sao vậy? Sao là sao? Thì mình là người đẹp, còn bạn là quái vật đó. Trời đất ơi, sao tự nhiên bạn muốn tôi làm quái vật lắm hả? Ý bạn nói tôi không hợp với bạn hả? Cái gì? Thì ngày hôm qua mình mới đọc được một cuốn truyện vừa đẹp và quái vật, thì mình muốn tặng cho bạn bộ đồ này thôi. Biết bao nhiêu chuyện bạn không đọc Lọ Lem đi, không đọc Bạch Tuyết đi, tự nhiên đi đọc người đẹp và quái vật. Cái mặt tôi đẹp trai vậy, đáng lẽ tôi phải làm hoàng tử chứ, tự nhiên bắt tôi làm quái vật. Sao? Bộ bạn không thích hả? Bạn có biết là tôi cực khổ lắm không? Tôi phải lấy tiền đại hội thể thao lần trước á, tôi mua cho bạn ngay cái món quà này á, bạn biết không hả? Vậy mà bây giờ bạn nói là bạn không thích là sao? Tôi thích mà. Tôi xin lỗi. Coi như là mình bỏ qua cho bạn đó nha. Mà hôm nay bạn chuẩn bị quà gì cho mình vậy? Hả? Quà gì? Bạn không nhớ gì hả? Bạn không nhớ ngày hôm nay là ngày gì hả? Hôm nay là Halloween. Để tụi mình bận đồ Halloween nè. Bỏ qua cái ngày Halloween đó đi. Bạn có nhớ hôm nay là cái ngày gì không? Ngày quan trọng của chúng mình á. Ngày gì? Bạn không nhớ thiệt á hả? Không, hôm nay là thứ sáu mà. Ngày gì đâu. Thôi, không nhớ thì thôi. Ê, Dung My. Sao vậy? Bạn nói cho tôi nghe đi, hôm nay là ngày gì? Bạn không nhớ thiệt hả? Bạn còn hỏi mình nữa. Hôm nay là ngày... Bạn nhìn đi. Hôm nay là 500 ngày kỷ niệm mình quen nhau á. Dạ. Ừ. Nội con mới học về. Rồi. Dạ, cái mẹ mới học về. Ừ, con. Chào hai cô. Mẹ ơi, cho phép con lên lầu thay đồ cái xong con phải vòng lên trường nữa mẹ. Ê, nhưng mà khoan con, chờ mẹ xíu. Sao vậy mẹ? Con trai lớn của tôi đó, hai bà thấy đẹp trai không? Được rồi, lên đi con, đi lên đi, lên. Mẹ kỳ ghê luôn á. Tự nhiên kêu con quay lại chứ không biết nữa. Để con đi lên luôn cho rồi. Trời ơi, con chào cả lớp. Ủa? Chào mấy đứa. Chào cô. Bữa nay tụi em quá trang hả? Dạ. Trời ơi, có đầu tư quá ha. Dạ. Long dễ thương quá nè. Ủa cô, tụi nay cô tính đi đâu vậy cô? Cô tính chắc ở nhà coi tivi thôi à? Ở nhà coi tivi chứ hôm nay là Halloween mà cô. Ủa, cái này... Bộ đồ con thỏ đó cô từng mặc rồi đó cô. Ủa, em còn giữ đó hả? Dạ con. Cảm ơn thầy. Cô Thỏ, ngày mai muốn đi chơi với tôi không? Dạ có. Vậy mà tôi tưởng cô ghét tôi vì những lời nói của tôi nói với cô ở trường. Dạ đâu có, em đâu bao giờ ghét thầy Phúc đâu. Thì coi như chưa nói gì nha, đi xoay nha. Cô ơi. Cô. Cô. Hả? Tối nay đi chơi với tụi em cho vui nha. Cũng được. Mà Long nè. Cô có thể xin em bộ đồ này được không? Dạ. Em có thể tặng cho cô bộ đồ này được không? Dạ. Em có thể tặng cho cô bộ đồ này được không? Dạ, cô cứ lấy đi. Cảm ơn em. Ủa, mà bữa nay em chạy mô tô hả? Dạ. Bữa nay, cô đã nói với em rồi. Cả lớp là học sinh, tụi em không được chạy mô tô phải không? Tại sao em lại đổi mũ bảo hiểm chạy mô tô hả? Em đi xe đạp. Vậy thì được, không được chạy mô tô đâu nghe chưa? Dạ, tối nay gặp cô nha. Vậy hẹn gặp em tối nay nha. Chào cô. Bye bye em. Bye bye tụi em nha. Chào cô. Cô chào em, vô với các bạn đi. Dạ. Em chào cô. Dương My bữa nay đẹp quá ha. Cảm ơn cô. Minh, bạn thấy sao?
đẹp quá trời luôn á. Bạn y như công chúa luôn á Dumi. Mình có chuẩn bị đồ cho bạn nè. Thiệt hả? Ừ. Bạn thử đi. Hả? Cảm ơn mày nhiều nha. À, thử xong rồi kêu mình nha, mình hóa trang cho bạn. Ok. Minh, ra đây. Sao vậy? Trời ơi, bộ này hợp với bạn lắm luôn á, bạn biết không? Bạn dễ thương quá à. Cái này là sao vậy? Sao là sao? Thì mình là người đẹp, còn bạn là quái vật á. Trời đất ơi, sao tự nhiên bạn muốn tôi làm quái vật lắm hả? Ý bạn nói tôi không hợp với bạn hả? Cái gì? Thì ngày hôm qua mình mới đọc được một cuốn truyện Người đẹp và quái vật, thì mình muốn tặng cho bạn bộ đồ này thôi. Biết bao nhiêu chuyện bạn không đọc. Bạn không đọc Lọ Lem đi, không đọc Bạch Tuyết đi. Tự nhiên đi đọc Người đẹp và quái vật. Cái mặt tôi đẹp trai vậy, đáng lẽ tôi phải làm hoàng tử chứ tự nhiên bắt tôi làm quái vật. Sao? Bộ bạn không thích hả? Bạn có biết là tôi cực khổ lắm không? Tôi phải lấy tiền đại hội thể thao lần trước á, tôi mua cho bạn ngay cái món quà này á, bạn biết không hả? Vậy mà bây giờ bạn nói là bạn không thích là sao? Tôi thích mà. Tôi xin lỗi. Coi như là mình bỏ qua cho bạn đó nha. Mà hôm nay bạn chuẩn bị quà gì cho mình vậy? Hả? Quà gì? Bạn không nhớ gì á hả? Bạn không nhớ ngày hôm nay là ngày gì hả? À, hôm nay là Halloween. Ê, tụi mình bận đồ Halloween nè. Bỏ qua cái ngày Halloween đó đi. Bạn có nhớ hôm nay là cái ngày gì không? Ngày quan trọng của chúng mình á. Ngày gì? Bạn không nhớ thiệt có hả? Không, hôm nay là thứ sáu mà. Ngày gì đâu. Thôi, không nhớ thì thôi. Ê, Dung Y. Sao vậy? Bạn nói cho tôi nghe đi, hôm nay là ngày gì? Bạn không nhớ thiệt hả? Bạn còn hỏi mình nữa. Hôm nay là ngày... Bạn nhìn đi. Hôm nay là 500 ngày kỷ niệm mình quen nhau á. Vậy mà bạn không nhớ gì hết. Mình nghĩ ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất của mình. Nhưng bạn đã làm thay đổi nó. Hôm nay là ngày chúng ta chia tay. Vậy cũng giận được nó hả trời? Dung Y! Dung Y! Dung Y à, tôi chỉ giả bộ quên để gây bất ngờ cho bạn hả? Tôi không ngờ là bạn giận vậy luôn á. Thôi đi, đừng có lừa mà. Dung Y thôi mà. Thôi bây giờ tối nay bạn lên trường đi, tôi có bất ngờ cho bạn. Trời ơi, cái ông nội đó nhìn mặt đồ ghê quá ha. Nghĩ sao đồ như quái vật vậy mà cũng nhắm mặt ra đường. Quý! Hả? Khỏe không? Ừ, khỏe. Bữa cho đọc cái nha. Ừ, lấy đi. Ê, sao mày lấy cho đập tao? Ê, mày lấy cho đập tao lấy gì đó vậy? Đồ quái vậy? Ai?